Well, good morning, Belvedere Church. Welcome, everybody, friends, family, guests. Happy Mother's Day to all our mothers here, grandmas, aunties, all the mother figures. We just wanna wish you a wonderful Happy Mother's Day, and praise God, you know, for putting such wonderful women in our lives and taking care of us and raising us. Okay. Just a few things. Yesterday there was a banquet at in Westminster, held by YAOHAC, and just want to share with you that the turnout was amazing. It was like 350 people, about 50 or 60 or so. I don't have an exact number, but about 50 or 60 or so came to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. so praise God, big round of applause for that. Two members from our church came to accept Christ as well. One of them is Ji Yim's mom. So thank God. I heard the news yesterday, and I was just thrilled. It was just amazing, an amazing day. So just want to thank everyone who went there, who attended, who was, present, and just it's just the news is just awesome. So continue praying for those members, especially in our church, and just for YAOHAC and for our church, the churches in our district, to continue to pray and help and lead people to come to know Christ. Okay, so I just want to share that. Also, after service today, we will have a small little ceremony, a little giving of the rose or gifts to our mothers. So please, after our service, please come join us here in the main sanctuary, and we'll go ahead and do that, okay? All right, let's all stand. I'd like to read Psalms for us this morning. Before we get into our worship, Jessica is going to lead us this morning, and our reading this morning is coming from Psalms 91, verses 1 through 8. And I'd like to go ahead and read that for us on the projector. The one who lives under the protection of the Most High dwells in the shadow of the Almighty. I will say concerning the Lord, who is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. He himself will rescue you from the bird trap, from the destructive plague. He will cover you with his feathers. You will take refuge under his wings. His faithfulness will be a protective shield. You will not fear the terror of the night, the arrow that flies by day, the plague that stalks in darkness, or the pestilence that ravages at noon. Though 1,000 fall at your side and 10,000 at your right hand, the pestilence will not reach you. You will only see it with your eyes and witness the punishment of the wicked. Amen. And I'm going to turn it over to Jessica to lead us in worship this morning. As we read earlier in Psalms, that you know, God is our refuge and our shelter, and that's why we shout to the Lord and just give him praises, just for who he is and the promises that we have in him. So let's start off this morning with praising God. Thank you.
That compares to the promise that we have in Jesus. God sent his one only son to die on the cross for our sins. Not only that, he bore our shame, he bore the punishment that we deserve so that we can have just forgiveness and eternal life. That's the God that we worship, a God that's compassionate, a God that loves us and, you know, would run after us and chase us. And that's just the God of we worship. So let's just continue praising him.
salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the whole world see. Singing for the glory of the risen King. Up here to pray for us. You may be seated. Let us go back to Psalm 91 to recapture what we have heard earlier from our brother Calvin. This is the psalm that was written at the end of David. You know, when the people, they start to fade, their faith start to gone as astray. They, you know, as the King Solomon became the king, at first he was very faithful to the Lord, but later on in his life he married to foreign wives, and the wives that were not God followers, and you know, they led him astray from the Lord. And but you know, even though you know the spiritual condition of the nation at that time, like getting farther away from God. But the psalmist, those who started, it's not working. All right. Can you hear me now? I feel like I'm doing a commercial for, what is that, AT&T or Spring? Okay, so let's go back to the condition of the spiritual condition of the nation at that time. They stepping away from God, even though, you know, most of the population have gone away from God, but the psalmist is still clinging on God, and he's by the Holy Spirit inspired him to write this psalm. Like, even though the nation is getting away from God, but he say that, you know, he said that those who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of All Almighty. You know, is and the nation was under the threat of foreign invasion, but he say, "Oh my Lord, my refuge and my fortress, in God, my God, in whom I trust." Everything, you know, sometimes that you see that. You see that the fear, the pandemic, as he go on, you know, under his wing, you will find refuge, his faithfulness as a shield and buckler. You will not fear the terror of the night
nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in darkness, nor the destruction that wastes it at noonday. You know, even though you know, the pestilence, the pandemic is going on, the threat of the invasion, the killing is going around, people they feel like insecure. But he reminds his people, his own people, that you have to put your trust back in God. And he's using the figure of the two angels that cover the on the top of the ark as the symbol of God is protecting his people. You know, and when I read this part, it reminds me of the back in Vietnam when in the countryside. Sometimes you know the big eagle trying to catch the small chickens. You know, every time when the hands of the mother hands sees the eagle circling around on the sky, she like just call his chicks to come under her wing, and she just cover them. And this is exactly the figure of God is covering his people as long as you come under his wing. And this is calling us, you know, sometimes that when you are, you know, you feel like you're secure enough, you don't need God. And that I see that is so much of of the young people, they just, their faith just, you know, fading away from God. And this is the disaster for your faith, because once you rely on your own strength. So the point here that you know whenever you see danger, whenever you see threat, you know, come under his wing. And of course, we are not immune from the. From the threat of the outside, like the COVID is still going on and it's getting worse and worse. But you know, God is protecting us, and even though we die, we belong to Him. So that's like the assurance from all of us that to live on nowadays. So the calling for us this morning that to hide yourself under his protection through your faith, and under, you know, every time when you come to before his presence, listen to his word, and through him you got comfort and receive the peace given from him. So let us bow our heads and give our prayers to him this morning. Dear God, our Heavenly Father, we thank you for your providence, for your protections, and most of all, the salvation, the eternal salvation that we receive from you. This morning, we honor our mother that you've given us through our mothers that strengthen our faith through our lifetime. And we give an honor to our mothers, and most of all, we given honor to you as you give each one of us the mother that guide us, help us to keep our faith and to continue to walk with you. At this moment, I also pray for Pastor Ansari. He's going to give us the passage to us and open our hearts and our mind to receive yours and most of all to transform our lives the way that you want us to be, and take all the opportunities that you've given us at this time to serve you, and knowing that the time is short, the time is near, and help us to prepare ourselves and others as well. We pray in your holy name, Jesus Christ. Amen.
Okay, today's scripture reading comes from Isaiah 49, verses 13 to 16. I'd like to read for us, and afterwards I'd like to pray for the offering. Shout for joy, you heavens, earth, rejoice. Mountains break into joyful shouts, for the Lord has comforted his people and will have compassion on his afflicted ones. Zion says, the Lord has abandoned me. The Lord has forgotten me. Can a woman forget her nursing child or lack compassion for the child in her, of her womb? Even if these forget, yet I will not forget you. Look, I have inscribed you on the palms of my hand. Your walls are continually before me. Amen. Let's pray for the offering. Father, we just thank you for this morning, God, and just this time of worship and coming together and celebrating Mother's Day with our moms, these wonderful women that you have placed in our lives. Thank you, God, for them. We are grateful. Father, we pray for the offering this morning and ask that you continue to bless our church and bless our families and friends here. And help us, Lord, to know and remember that all these things come from you. They come from heaven. And I just pray like you will help all of us, God, to continue to be good stewards of the resources and time, money, energy, all those things that we have, God. I pray that you will continue to help us to use those things, God, for your kingdom, for the impact of the souls, those who don't know you, Lord. May you help us to be a light to them and draw them closer to Jesus Christ, God. So we thank you for this morning. Also pray for Pastor Ansari as he delivers the message today, God. Please use him and strengthen him by the power of your Spirit. We thank you, Lord. Pray all this in Jesus' name. Amen. And the title of today's message is Mother Me. And I'd like to invite Pastor Ansari on stage to preach. Good morning, church. So today's Mother Day, right? Mother's Day. Who doesn't have a mother? I guess no one, right? All of us are born from a mother. And so we give thanks to God for the mother. And today we want to celebrate Mother's Day and to honor her, to love her, and to care for her. Before we, you know, go into the sermon, I want to have a read to you a poem. This is a no-name poem, but it's a very beautiful poem. It's A Mother's Joy, as the name of the poem. She wakes up in the night to check if you are all right. She holds you in her arm until you're sleep unalarmed. The happiness you bring would make her heart sing. She'll never leave your side. She will always be your guide. Never take her for granted. Do not make her tears drain. The mother's joy is wild for the love of her child. It is a very beautiful poem. I want to read to honor the mom today. And Isaiah 49, verse 13 to 16, and also Isaiah 66, verse 9 to 13. The two passages is very beautiful, but before we want to go in the passage, I want you to know the definition of the mother, Mea. See, I wrote down Mea. But actually, it is the word M, mother. The Hebrew word for mother is M, which is a aleph and ayin. But anyway, I put it the reverse, okay? Because the Hebrew is supposed to be read from right to left instead of from left to right. So the word is M, mother. And if you really look at the picture,
You see, M, what does it look like? Wave, water, right? And the other one, the Aleph, which, you know, in the writing, it looks like the horn of an ox or the face of an ox. So mother in the old Greek, I mean, old Hebrew, means that it's a picture of water and the picture of strength. So the two combined is strong water. What is strong water? What is soft like water and strong? Do you think of glue, super glue, right? It's soft, yet when it dry up, it is very strong, okay? So in the ancient Hebrew, it means that a mother is the one who binds the family together. The mother is the one who binds the family together. Yes, it's very, you know, without a mother, the father usually, yeah, care, but he's not the one who talk to the children that much. He just, you know, think about the children, but he doesn't really do much, okay? A father is very character of, strong and of, you know, control, but emotionally, he's not, but a mother is. A mother is the one who hold the family together, who call for, you know, eating together. She cooks, she make the meal, and she gather the children along with the father together, and she does a lot of things that bind the family together. I want to read Isaiah chapter 66, verse 9 to 13 also. Follow me in the outline. Do I bring to the moment of birth and not give delivery, says the Lord? Do I close up the womb when I bring to delivery, says the Lord, says your God? Rejoice with Jerusalem and be glad for her. All you who love her, rejoice greatly with her. All you who mourn over her, for you will nurse and be satisfied at her comforting breast. You will drink deeply and delight in her overflowing abundance, for this is what the Lord says. I will extend peace to her like a river and the wealth of nations like a flooding streams. You will nurse and be carried on her arm and dandle on her knees. As a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. Here are the words of God to the people of Israel. They were outside of Israel, and through war, and they were captured by, they are in Babylon. And so Isaiah wrote all of this. The book of Isaiah has a lot of prophecy about the Lord Jesus Christ also as a suffering servant, but also speaking of restoring, speaking of bringing the people back, talking about love, comfort, care, and give hope to the people. It's the book that has so much hope that given to the people when the people were sad or were in desperate, we can say, you know, desperate mode. And so the book of Isaiah is very interesting, and it has a lot of picture that speak of mother, a lot of things that we can see that and relate it to. So it is a beautiful scripture that I want you to look at today. In verse 9 of 66,
Do I bring to the moment of birth and not give delivery, says the Lord? Do I close up the womb when I bring to delivery, says your God? Here, God, speak to the people. Say, do you know that the moment of birth, I know. You are prepared. God give the mom. It's the first home, right? The first home is the mom's womb. And God prepare for that. It's not coincidence when you are born in a family. God prepare you for that. Your mom is a gift to each one of us. God prepare the mom so that, you know, it's the first home is the womb that even before we are born, a home is given to each one of us. And also, God give a child the mother to love and care for at the time of birth. The 9 months in the womb and the minute we are born, mother is there to care for each one of us. God prepare all that. And you know, there is no love that can express or no words that can express the love of the mom when she hold her baby. You know, when people go to go hunting or in the forest, when they see a cub, a bear cub, they run. Everybody runs when you see a bear cub, because you know one thing, the mother bear is there to protect her cub. She would do everything and anything to protect her. So that's the reason why, you know, when anyone who in the forest see a bear, then, you know, we have to be extreme. I mean, the cub have to be extremely careful because mother bear is there. Then verse 15 of chapter 49. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? This is a question. A question that the answer is yes. The answer is no. I'm sorry. The woman can never forget her nursing child or can never have no compassion for the son. The question is, God say, why you think that will, God say, the question is, the Lord, they say, the Lord has forgotten me. And God say, no, I will not forsaken you. I will not forgotten you. The mom, look at the mom. They will not forget you. They will not forget to nurse you, nor they have no compassion on you. They will have compassion. They will hold you. They will care for you. They will do whatever it takes to care for you. The mother will pour out her life. She will love and care for you. She will never forget you. Does your mother forget you ever? When you were young? Hardly, right? Ever. Even though she's busy, but her other ear is listening out to you. And whenever you cry, she will be there to pick you up. She will pour out her life for you, and she will hold nothing back. For you will nurse and be satisfied at her comforting breast.
you will drink deeply and delight in her overflowing abundance. Verse 11 of chapter 66. The overflowing of milk from the breast. A beautiful picture that everything that is inside her pour out for you. She will hold nothing back for you. Regardless, you know, of whenever you cry, she's there. Like I say again, she will satisfy you. She will take care of you. She will hold nothing back. There's a saying, if evolution works, how come mothers still have only two hands? Do you know what it is saying? Why the mother, let's say if evolution works or it's true, the mother should have 100 hands because she's multitasking. The man only focused one thing and one thing. We cannot do two things at the same time. I'm very focused. If I preach, I cannot think or do anything else. I'm just very narrow tunnel. But the mom, your mom, she can cook, she can babysit, she can wash dishes, she can do a lot of things at the same time. And, you know, she's multitasking. And so your mom does everything to take care of you. Verse 12 of chapter 66. You will nurse and be carried on her arm and dandle on her knee. She carry you in her arm. It's a picture of protection, a picture that the mother protects her child with her life. Like I say, the bear, mama bear will never leave her sight of the baby, and she will protect the cub. So as your mom. You know, people can say many things to her, but she will not let anybody say anything that harm you or bad about you. That's a mom. She's very protective of you. It's easy to spot an overprotective mother. She is the one who controls her kids better than you control yours. Sometimes we say overprotective mother is a bad picture, but you know, that's a picture of love. That's a picture that she will care. She will do whatever it takes for you. If a mom is not overprotective, and you know, something is wrong, because within her, she will always think about you and protect you. That's the nature of a mom. The dad may go to work, may do a lot of things outside, but the mom stay home. That is her job, to make sure that you are cared for, make sure that you learn what you're supposed to learn, make sure everything that, you know, so that you would have a better life, a better outcome. It's the mom. She has to be overprotective. And you know, don't think of her in a bad light, but thank God for her. She is not perfect, but she wants the best for you. Verse 16 of chapter 66, as a mother comforts her child, so will I comfort you and will be comforted over Jerusalem. You know, whenever you cry, whenever you're sad, your mom's heart is torn apart. She doesn't want to see you.
you know, sad or crying. She wants you to be happy. Happy as you can be. And that's the mom. She always comforts you when you're sad, when you're down, when you are disappointed. She's there, and she will comfort you. There is no modern pain medicine as effective as a mother's kiss. You know, I remember Genevieve, you know, when she was young, and she got hurt, and she go, "I'm hurt." And then if, you know, Lily or I kiss a finger, and she all happy after that, you know. They always show the place that they are hurt because they can find comfort, you know, like, okay, I understand. I know you hurt. And just a kiss on, you know, on the finger would really, you know, perk her up. Or Jaden, the same, you know, Darian, the same. A small kiss from a mom can bring a lot of healing. Chapter 49, verse 15. Can a woman forget her nursing child and have no compassion on the son of her womb? Even this may forget, I will not forget you. And then verse 13, of chapter 66, as a mother comforts her child, so will I comfort you, and you will be comforted over Jerusalem. She cares, she comforts, she has compassion on her child. Compassionate heart, the waiting, the understanding. You know, sometime when you wrong against her or against the dead, they have so much compassion to wait for you. Sometimes they just wait out and just wait and pray to God, hoping that God will shape you. God will mold you. God will bring you to a place of that you can be changed to a better person. Compassionate heart is a heart of waiting and waiting and waiting and praying for the child to be changed. Loving heart. Yes, sometimes, you know, it seems like the mom and the dad really get on your case when you go home late. I mean, late at night without asking. Sometimes you go here and there, and they, you know, hoping they don't know, but they find out that you went somewhere that you're not supposed to be. Sometimes the dad, the mom knows, the mom especially, because, you know, the dad may fall asleep waiting, but the mom will not sleep at night until you get home. That's her. She will not sleep until you get home. That's when, and maybe she got upset, come out and, you know, yell at you, why this. It's not because, you know, she want to get on your case and restrict you or take the freedom away from you. No, because she really deeply cares. What did you do? Where did you go? What if? There's many thousand ifs in her mind that drive her beyond, you know. But, you know, it's not because she, you know, she, like, say, overprotective and things like that. No, because she cares for you. And she waited a long time. Sometimes she can call you. You turn off your phone. You don't answer. But, you know, she knows. She knows. Behold, verse 6, behold, I have inscribed you on the palms of my hand. Your walls are continually before me. Your pictures, your life,
is in her mind always. You know, whatever is written in her hand, in the palm of my hand, I have inscribed you. God knows each one of us. Our name is in his hands. Our names are put in his hands. And so the part of God, the beautiful part of God that is in your mom, is there too. Your name is inscribed. Your time, your life, your picture is inscribed in her hand. And she look at you. She always think of you in her mind and in her heart. You will never, you know, be absent from her heart. She always love you and think of you. And also, she'll be praying for you. She imprints a life on her children with instruction and prayer. Deuteronomy chapter 11, verse 18 to 21. Fix these words of mine, your heart and minds. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Teach them to your children, talking about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. It's a responsibility that the mom and the dad has to teach you the word of God and to make you understand and know so that it become part of your life. And like I say, mostly the mom will take on the job because the father is busy all day long. He works and sometimes he come home late. But the mom will spend time, dedicate her life. People think that the mom, a stay-home mom, is, you know, really not doing anything. Sometimes we say something that hurt her. But, you know, she will never stop thinking of you and care for you. And read the Bible and to learn, to glean from the word so that whatever she can depart those words to you, she will. And she pray for you constantly. I sometimes pray, but not as much as Lily. She prays for you quite a bit. That's the heart of the mom. She takes on the responsibility of caring, teaching the scripture to you. Be thankful to her. She think of you and she pray for you. Saying is the chain of a mother's prayer can link her child to God. It's like a link, a rope that binds you to God, the prayer. And so she knows that full well. And so that's the reason why she will not stop praying for you. Anything, and you know, whenever you say, Mom, please pray for me, you will see she will not stop praying for you. She'll pray until God's will is done in your life. So, how do you respond to your mom's love? The scripture said, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. Honoring is a command from God. Honoring. What is honoring? The word honoring is the word to give weight. Whatever she say to you, her instruction, is it giving weight? Do you put any weight on whatever she says? Do you put any weight in her, I mean, of whatever, you know, she care, her care for you, her love for you,
is there any weight? Or maybe everything else has weight, but your mom, you look down on her. You don't think of her. You give, you know, on the measuring scale, whatever she says is almost like nothing. But whatever who else said to you has weight. Don't. When you love her, honor her, give her the weight of what she says, and do it. Because God said, it is the first commandments that deal with people. And that is the first commandment that deal with people. Honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord give your God is giving you. It is a command, but it also has a blessing that comes with it. When you do it, the Lord God will bless you abundantly. Obey your parents. The story in Luke chapter 2, verse 48 to 52, when Jesus came to Jerusalem and he went in to the temple, he was learning, he was teaching the scripture. And when Joseph and Mary go back and without him, and then when they return and to Jerusalem, and then they told Jesus, why we are searching for you? Why didn't you know that that we are looking for you? And Jesus said, didn't you know I had to be in my father's house? But then after that, verse 51 said, then he went down to Nazareth with them and was obedient to them. Jesus, the Son of God, obey the earthly parent that God put under. So Jesus under to be cared for, to be taught, to be loved. Jesus obey the parent. And so for us, we need also to obey our parents. The things that, well, when you are mature, you out of the home, give weight to what they say because they have been through. The experience of life, they have been through. They understand. So understand your mom. Obey them. Care for them. When you are under 18, you are still living at home, then obey. It's a must. It is also a command. Obey your mom, your dad. Obey your parents. When you are out honoring them, care for them, love them. Proverbs 31, verse 27 to 31. She watches over the affair of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you surpass them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the reward she has earned and let her works bring her praise at the city gate. Praise her. Do you know, a lot of time, yeah, we say, oh, you know, I don't want to praise my mom. It looks funny. But, you know, she needs to hear from you. Sometimes she's looking for a word saying, I understand, I appreciate you, mom. I love you, mom. You did the right thing raising me. You know, whatever she spent the 20-something years, 30 years, 40 years of caring for you is enough. That word
Mom, I appreciate you. It just like that all she's looking for. All of her labor, caring and all that, you know, it is satisfied. Praise her for what she has done for you. Give her the reward she has earned and let her works bring her praise at the city gate. You know, praise her. Let people know how loving is your mom, how she cares, you know, for you, how she loves you, what she did right. Say it. Don't withhold. And also, it is a reminder for the husband, too. The husband, you know, your wife does a lot of work. Care for you and your children also. It's also your children that she's taking care of. Give her praise too. Think of her. Pray for your wife. Love her. Appreciate her. Empower her to take care of the kid. Share her burden. Do you know sometimes we just go home and we just watch TV. Oh, wife, you stay home. Therefore, now, you know, it's your job. No, she works hard at home. She works as hard as you going to work, sometimes even harder. She has multitasking all the time. She has to do a lot of things all the time. So, husband, think of your wife. Care for her. Hear her out. Share her burden. Care for her. My son, give me your heart and let your eyes keep to my ways. May your father and mother be glad. May she who gave you birth rejoice. Love your mom and bring her joy. And give your heart to her. Will you? Give your heart to her. That's all she cares. Love from you. Love. Responding love to her. So, Mother's Day. Today, what you gonna do for her, for your mom? Will you love her? Will you praise her? Will you honor her? Will you obey her? The church will have time to serve mother later after Vietnamese segment. But after this, we go over there and then we'll, you know, do some cooking, right? Okay, help out, preparation, take care, you know, do all that to honor your mom today, but not today only. Go home, do likewise. Talk to her, appreciate her, care for her, obey her. Love her, not just today, because she doesn't stop today, right? She doesn't stop. She does it every day for you. So do likewise for her every day of your life, because she pour out everything of her for you. Amen. Let us pray. To God our Father, we give thanks to you, Lord, for giving us our mom, our mother. We really appreciate you that you, the moment that we were conceived, you already think of us and give us the mom who care, who love, who will do everything for each one of us, Lord. We thank you for that.
And we pray that you bless our mom, that you take care of them, that you give them good health and give them good wisdom to teach us so that we can do your will. We thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. As we learned during the sermon this morning, that God's love, our mother's love is the same as his. Well, definitely not the same, but the way that she loves us and loves her kids is how God loves us. And so let's just take this time to reflect on our mothers and just how we've been loving them. But also reflect on the love that God's shown to us too. And just give praise to him for who he is. And let's just reflect and praise him right now. Well, there's a huge difference between Mother Me and Mother May, so apologies. You know, the accent marks always trips me up every single time. Thank you, Pastor Ansari, for clarifying that. Okay, guys, just a few things in case you missed it in the beginning. I just want to thank everyone for coming out to Yale Hack's banquet, Mother's Day banquet yesterday in Westminster. Great turnout. Praise God for all those who accepted Jesus Christ yesterday and the two members here at our church. And other thing is, please join us. We have a song of dedication for our moms, the youths, the EM. Let's take a short break, and we're going to come right back here for combined worship. We're going to have a song, and Clay and Cole as well is going to sing for their our mothers today too as well. So first time on stage. Okay, let's close with prayer, and then we'll be dismissed for our service. Father, we just thank you for today, Lord. Thank you for your word. Thank you, God, for the wonderful women that you have placed in our lives, our mothers, our aunts, our grandmas, all those wonderful women who have taken care of us, who have raised us since we were young, God. Father,
You are the creator of heaven and earth. You have created us. You have created our moms, Lord. You knew us all before all of creation. And we just thank you, God. We praise you for this day because it is because of you, Lord, that we have the wonderful women, the moms that we have today. May you continue, God, to protect them, take care of them, God, and help us, Lord, to take care of them as well. While we are here on earth, help us to use that time to love our moms and love our fathers as well. And may we bring you glory and praise for all those things. Thank you for your word. Thank you for this time. And thank you for all the people here. We pray all this in Jesus' name. Amen. Okay, thank you all for joining. All of you joining us online. Happy Mother's Day, everyone. God bless you all. Check 1, 2, mic check. Thank you.
testing, 1, 2, 3, testing. Xin quý vị công dân Chúa, chúng ta ổn định chỗ ngồi để chúng ta chuẩn bị ra mắt Chúa sáng nay. Để cho chương trình lễ thờ phượng Chúa sáng nay được trang nghiêm và trọng thể, xin mời quý con dân Chúa để chế độ phone rung hoặc im lặng để chúng ta chuẩn bị hướng lòng về Chúa, ra mắt Chúa buổi sáng hôm nay. Thưa quý tôi con tớ Chúa, sáng hôm nay chúng ta nhóm tại đền thánh của Chúa tại đây cũng là ngày Mother Day, là ngày hiền mẫu. Tôi xin đại diện cho mục sư Nguyễn Ngọc Khiêm và ban chấp hành hội thánh hân hoan chào mừng ông bà mục sư Dương Đức Hiền và bà mục sư góp phụ Phạm Xuân Hiển và cùng con dân Chúa cùng tham dự lễ sáng nay, thờ phượng Chúa sáng nay với chúng ta. Xin Chúa hiện diện trong buổi lễ này. Kính thưa quý vị, để mở đầu cho buổi lễ sáng hôm nay, xin mời hội thánh đứng lên. Xin mời mục sư quản nhiệm Nguyễn Ngọc Khiêm lên đây cầu nguyện khai lễ, dâng buổi lễ lên cho Chúa. Chúng ta bắt đầu sự thờ phượng sáng nay trong Thi Thiên thứ 91 từ câu 1 đến câu 8. Chúng ta cùng lắng nghe trong Thi Thiên thứ 91 từ câu 1 đến câu 8. Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi nói về Đức Giê-hô-va rằng Ngài là nơi nương náu tôi và là đồn lũy tôi, cũng là Đức Chúa Trời tôi. Tôi tin cậy nơi Ngài. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Sự chân thật và cái khiên là cái khiên và cái can của ngươi. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sợ sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi. Ngươi chỉnh lấy mắt mình nhìn xem, và sẽ thấy sự báo trả cho kẻ ác. Đây là lời của Chúa Giả Thi Thiên viết sau khi mà vương quốc của David bắt đầu suy sụp và tình trạng của dân sự của Chúa bắt đầu xuống, họ không có còn muốn thờ phượng Chúa nữa. Nhưng mà Chức Giả Thi Thiên ở đây nhắc nhở rằng ông khuyên dân sự của Chúa hãy trở lại với lời của Ngài, hãy trở lại với cái sự bảo vệ của Chúa. Và ý chính của phân đoạn Thi Thiên này là xác nhận lại cái sự bảo toàn an ninh cho những ai đặt niềm tin nơi Thượng Đế Đức Chúa Trời. Đây là lời mời gọi dân sự Chúa đến trong đền thờ của Chúa, nơi mà có sự hiện diện của Chúa và được xem như là nơi nương náu an toàn nhất. Ông dùng cái hình ảnh của nắp thi ân của hai thiên sứ Cherubin xòe ra che phủ cái nắp của hộp giao ước, và ông nói đây là cái sự bảo vệ của Chúa. Đây là dân sự của Chúa sẽ gặp gỡ Chúa, nơi mà sự vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra, và nơi cũng là sự
sự dân sự của Chúa nhận lấy cái sự dạy bảo của Ngài. Ở trong câu 1 đến câu 2 nói đến cái sự toàn năng của Chúa. Ông dùng chữ là El Shaddai, là cái gì? Toàn năng, toàn cái đấng quyền năng. Để bà nói rằng khi mà dân sự của Chúa tin cậy nơi Chúa, họ sẽ được sự an ninh ở trong, không phải là trong đời này, nhưng mà cả lẫn đời sau nữa. Ở trong câu 3 mô tả lại cái hình ảnh của quân thù, thì ông dùng cái hình ảnh của bảy chim, của dịch lệ, bệnh tật. Nhưng sao? Ông nói là Chúa vẫn gìn giữ dân sự của Chúa. Chúng ta đang ở trong cái kinh nghiệm này, phải không? Chúng ta đang ở trong cái sự hiểm họa của dịch lệ, của chiến tranh. Nhưng mà sao? Chúa vẫn gìn giữ dân sự của Chúa. Chúng ta bước vào trong cái sự nương náu ở nơi Chúa. Tác giả Thi Thiên cũng dùng cái chữ, những ngôn từ như đồng lũy, cánh của chim đại bàng, cái khiên để nói lên cái sự che chở của Chúa. Hôm nay chúng ta kỷ niệm ngày lễ của các bà mẹ. Chúng ta cũng không quên là những người Chúa ban cho chúng ta, những người mẹ, những người đã che chở chúng ta, dẫn dắt chúng ta trong đức tin nơi Chúa. Đó là cái điều mà tôi không thể nào quên được, những cái hình ảnh khi mà mỗi lần mà tôi bị bệnh, má tôi ôm tôi mà má tôi khóc, mà má tôi mỗi lần mà tôi bị nóng sốt thì má tôi mớ thì má tôi ôm, má tôi dùng những lời cầu nguyện để mà an ủi tôi. Và đây cũng nhắc nhở cho chúng ta là cái hình ảnh của Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng như vậy. Chúa bao phủ chúng ta, Chúa giống như cái con chim, cái cánh của con chim đại bàng che chở gìn giữ chúng ta. Cho nên sáng hôm nay chúng ta đặt lòng chúng ta nơi Chúa. Khi mà chúng ta đối diện với những sự nguy hiểm, xin Chúa giúp cho chúng ta như câu nói sau: người nào ở nơi kính đáo của Đấng Chí Cao sẽ được thăng ở dưới bóng Đấng Toàn Năng. Lời của Chúa kêu gọi chúng ta hãy đến núp dưới bóng của Toàn Năng Thượng Đế, nơi mà chúng ta nhận được sự an ninh vững chắc. Xin chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Chúa để nhận lấy sự thương xót của Chúa, nhận lấy cái sự bình an từ nơi Ngài ban cho chúng ta. Sáng nay xin mọi người đến với Chúa trong giờ này. Lạy Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa vẫn yêu thương chúng con, Chúa gìn giữ chúng con, Chúa chăm sóc chúng con trong những lúc mà chúng con, tấm lòng của chúng con xa cách Chúa, tấm lòng của chúng con mọi người lạy Chúa. Lạy Chúa, chúng con đến với Chúa với tấm lòng an năn, xin Chúa tha thứ những tội lỗi của chúng con. Và sáng hôm nay chúng con đến hôm nay trong sự thờ phượng Chúa, chúng con kỷ niệm ngày lễ các bà mẹ. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người mẹ yêu mến Chúa, tin kính Chúa, hướng dẫn cuộc đời của chúng con để chúng con đi trong bước đường đức tin nơi Ngài. Lạy Chúa, xin Chúa ở với chúng con trong giờ này, xin Chúa che chở gìn giữ chúng con như là cánh chim đại bàng, như lời của tác giả Thi Thiên thứ 91 ở đây nói. Lạy Chúa, chúng con núp với bóng toàn năng của Chúa, xin Chúa chỉ dạy chúng con, xin Chúa mở tấm lòng của chúng con ra để chúng con đón nhận lời của Ngài. Vì những lời ca tiếng hát của chúng con là sự dâng lên cho Chúa để làm vinh hiển danh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con đến với giờ này với Chúa trong giờ này, xin Chúa tẩy trị trong giờ nhóm của chúng con, và chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Xin Hội Thánh cứ đứng, chúng ta đồng hướng về Chúa để tôn vinh danh thánh của Ngài là vị vua khôn ngoan, quyền thế, vua yêu thương, và danh Ngài trỗi cao hơn mọi muôn lời chúc tụng và ca ngợi của chúng ta. Con mang quyền thế yêu thương Chúa.
Xin hội thánh đồng ngồi. Một lần nữa chúng ta đến với Chúa qua bài ngợi ca Tại Trận Tiền. Tôi này đã nguyện một đời ghi tên gia nhập thập tự đoàn, dù giao chiến ngọn trường kỳ, dù tranh đấu gây go nguy nan, mặc áo giáp nên còn ngã. Soi sáng và hướng dẫn chúng con mỗi ngày và là đèn soi cho chân con mỗi bước. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước, chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài
lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước chiếu vào lối đi cho con. Nhiều lần lòng kinh ngạc, Chúa thương dìu con mỗi bước, dù lắm khi con còn đi lạc đường. Chúa, Ngài cũng là đấng tuyệt mỹ trong lòng con dân của Ngài. Các em thanh thiếu niên cũng xin dâng Chúa và càng dũng Chúa mỗi ngày. Sau đây các em sẽ có bài hát tôn vinh danh Chúa.
Sau đây sẽ có một tiết mục rất đặc biệt do hai ca sĩ gọi là nhi đồng chúng ta. Đó cũng là một lời cầu nguyện rất hay quý vị. Lạy Cha yêu thương, I love you Lord, lòng con yêu mến Chúa, do hai ca sĩ là Clay and Cole, thanh thiếu niên, chúng là tương lai của Hội Thánh. Có một bài cầu nguyện giống như em. Lạy Cha yêu thương, lòng con yêu mến Chúa. Và mỗi chúng ta tại đây đều có một người mẹ sinh ra, ơn dưỡng dục, nuôi dưỡng qua bao tháng ngày. Ôi ngọt ngào dòng sữa mẹ, mẹ nuôi con nên người. Và tấm lòng người mẹ thật bao la, giống biển khơi. Sau đây con dâng Chúa sẽ có một bài ca ngợi. Dòng sữa mẹ nuôi con nên người, lòng mẹ bao la giống biển khơi. Đêm khuya mẹ thơ dù còn yên giấc, dịu dàng êm mai tiếng ả. Con đau ốm chính lúc lòng mẹ buồn đau, hàng giờ mẹ ở luôn bên con, tạo tầng hồn sâu nuôi con khôn lớn. Mẹ người đẹp nhớ của đời, Chúa cho con mẹ hiền, người hằng yêu thương chớ che con.
cho con sống tôi miếng cơm chiến áo và giày con thiêng chờ thờ. Con xin ghi nhớ bao lời mẹ dạy khuya, luôn yêu kính Chúa, thương yêu người. Nguyện cầu xin Chúa cho mẹ vui sâu, để mẹ luôn ở bên cạnh. Dòng xưa mẹ nuôi con nên người, lòng mẹ bao la dấu khơi. Đêm khuya thơ dù còn yên giấc, dịu dàng êm mai tiếng à. Con đau ốm trên lúc lòng mẹ buồn đau, hàng giờ mẹ ở luôn bên con. Cảm tạ ơn Chúa cho mẹ, mẹ người đẹp nhớ của đời con. Ta ơn Chúa cho con mẹ hiền, người hằng yêu thương chở che con, cho con sống tôi miếng cơm manh áo và dạy con tiếng hát trẻ thơ. Con xin ghi nhớ bao lời mẹ dạy khuya, luôn yêu kính Chúa, thương yêu người. Nguyện cầu xin Chúa cho mẹ vui sống, để mẹ luôn ở bên cạnh. Ngày chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ chúng ta, cho mẹ vui sống, để cha mẹ luôn ở bên cạnh chúng ta. Xin chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa. Hội Thánh Cứ Đứng chúng ta đọc lời Chúa trong Kinh Thánh Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Xin chúng ta khởi sự cùng nhau đọc. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hỏi lìa khỏi nó. Chúng ta đọc lần nữa. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không lại lìa khỏi nó. Xin Hội Thánh an tọa. Mỗi ngày chúng ta cầu nguyện, cầu xin Thiên Chúa ban phước cho cha mẹ chúng ta. Sau đây, con dân Chúa sẽ có một bài song ca, đó là lời nguyện cầu cho cha mẹ.
Xin con ra chỗ khó nhọc, mẹ yêu thương con biết bao. Dòng sữa mau đã dưỡng nuôi đời con lớn khôn. Gánh vác em bao nhọc nhằn, cả đời cha mong con ấm êm. Dùng lời Chúa khuyên dạy, dìu con bước đi theo đường Ngài. Nhưng thời gian dần cuốn trôi, sự sống của cha mẹ con cầu xin Ngài lắng nghe lời cầu con cho mẹ cha. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho cha mẹ con. Từng ngày trôi qua có Chúa dẫn đưa bình an. Nhân quá sức tin Ngài bên cho mãi luôn tuôn trào, để đến suốt cuộc đời con thấy cha mẹ yêu vui. Trong khó nhọc mẹ yêu thương con biết bao, dòng sữa mau đã dưỡng nuôi đời con lớn khôn. Gánh vác thêm bao nhọc nhằn, cả đời cha mong con ấm êm. Dùng lời Chúa khuyên dạy, dìu con bước đi theo đường Ngài. Dần cuốn trôi sự sống của cha mẹ con cầu xin Ngài lắng nghe lời nguyện cầu con cho mẹ cha. Cầu xin Thiên Chúa ban phước cho cha mẹ con. Từng ngày trôi qua có Chúa dẫn đưa bình an. Qua lời cầu nguyện cho cha mẹ lúc nào cũng khỏe mạnh, an vui. Xin hồi đánh đứng lên, chúng ta đến với Chúa, chúng ta dâng cho Chúa lời cầu nguyện cho dân hiến sáng nay. Xin hiệp ý với tôi một sự cầu nguyện. Con tạ ơn Chúa, Chúa ban cho hội thánh Ngài tại đây, mỗi con dân Ngài, quý cụ, quý bà, chị em, những người lớn tuổi đến để chúng con ra mắt Chúa, chúng con thờ phượng Ngài. Qua lời của Ngài, Ngài dạy chúng con cầu nguyện cho người thân, cầu nguyện cho người lớn tuổi, cầu nguyện cho cha mẹ lúc nặng được bình yên trong Chúa, thành vượng trong Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Sau giờ này chúng con cũng nghe lời Ngài qua mục sư Nguyễn Dương Đức Hiền. Xin Ngài sức giàu để dễ danh ông, xin Ngài hiện diện ở giữa đấy chúng con đây, ban phước lành cho chúng con. Và chúng con cũng có một phần lễ vật ra mắt Ngài sáng nay. Xin Ngài mở mang quốc Ngài tại đây, làm nơi đây là nơi truyền bá rao tin lành cho Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hết lòng thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Sư Hội Thánh an tọa. Sau đây xin mời mục sư Dương Đức Hiền lên đây có sứ điệp cho con dân Chúa tại Belvedere. Kính chào quý con cái yêu dấu của Chúa.
Xin trân trọng kính. Xin trân trọng kính chào quý con cái rất là yêu dấu của Chúa. Buổi sáng hôm nay là ngày của mẹ. Thông thường thì nên giảng về bổn phận của con cái, lòng hiếu của con cái với cha mẹ mới đúng. Nhưng mà hội chúng ta ngồi đây là bà mẹ chứ không phải là mấy con, thành ra không thể giảng điều đó được. Và lại sáng nay tôi buổi nhóm chấm dứt sớm, tôi có hơi vô đây tôi nghe bài giảng của ông mục sư phụ tá ở đây. Tôi thấy ông dạy dỗ các cháu đủ rồi, bây giờ có nói thêm thì cũng không có cần thiết nữa. Trái lại, tôi nghĩ rằng sáng hôm nay chúng ta là những người cha mẹ, chúng ta có một cái ước ao. Ước ao làm sao mà mình, các con mình thành công trước mặt Đức Chúa Trời. Và mình ước ao làm sao mình dạy các con mình thành công. Bởi vì dạy con thành công tức là sự thành công của chúng ta. Và con chúng ta thành công cũng là sự thành công của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi sẽ trình bày cách nào mà chúng ta hãy dạy chúng con trở nên người thành công. Thì có hai việc. Việc thứ nhất á, là chúng ta dạy con khi nào để con mình thành công. Và thứ hai là dạy con điều gì để con mình thành công. Thì lời Đức Chúa Trời phán trong châm ngôn đoạn thứ 22, đó cho thấy rằng mình phải dạy con cái mình lúc trẻ thơ, tức là lúc nó còn rất nhỏ càng tốt, hầu cho khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Đó là thời điểm, thời gian dạy. Hãy dạy, châm ngôn đoạn 22 câu 6 chép, hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, hầu cho dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Trẻ thơ là lúc nào? Là lúc mà nó từ 0 tuổi, tức là nó mới vừa sinh ra, cho đến khi nó được chừng 12 tuổi là hết mức rồi. Trong thời gian đó là thời gian tốt nhất để dạy trẻ thơ. Không phải là chúng ta định ra thời gian, nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng dựng nên đứa trẻ, dựng nên con người của chúng ta, đã định cho cái thời gian đó, thời gian dạy dỗ. Cho nên Chúa mới phán là hãy dạy cho trẻ thơ con đường mà nó phải theo, dầu khi đến tuổi bề già cũng không hề lìa khỏi đó. Người Do Thái đó, họ kể trẻ thơ là 1 đến 12 tuổi. Và bắt đầu từ 12 tuổi trở lên á, thì họ kể như là một cái người thành nhân, mặc dầu thật ra thì đứa con, một người của luật pháp. Mặc dầu nó không phải là đến 18 tuổi hay 20 tuổi thì mới có cái bổn phận về của một người đàn ông là phải ra trận, phải làm tất cả mọi việc. Nhưng mà 12 tuổi trở lên á, thì đứa trẻ đó được gọi là đứa trẻ của luật pháp. Nó thuộc về luật pháp, nó phải sống theo luật pháp và nó phải bắt buộc phải đến nhà. Nghĩa là được dâng cho Chúa rồi, nhưng mà 12 tuổi trở lên thì tất cả những bổn phận trong đền thờ là nó phải bắt đầu thực hành. Bởi vì Đức Chúa Trời coi đó, lúc đó lúc người lớn rồi. Và điều đó là điều mà Đức Chúa Trời dạy. Đức Chúa Trời thấy, Đức Chúa Trời dựng nên, một lần nữa tôi nói, Đức Chúa Trời dựng nên cái con người của chúng ta, bản chất của chúng ta. Và Ngài biết con người của chúng ta phải được dạy từ lúc nào thì mới có hiệu quả. Mà điều Đức Chúa Trời phán đó thì các nhà về sau, các mọi khoa học đều nhìn nhận điều đó. Cái khoa học thứ nhất gọi là khoa sư phạm, tức là cái khoa dạy dỗ chính thức, thì cũng tuyên bố điều đó. Một cái nhà giáo dục nổi tiếng của thế kỷ 20 là ông Rousseau, Bertrand Rousseau. Ông á, là người mà ông dạy các đại học suốt đời mình thôi.
Và ông viết nhiều sách về giáo dục. Và ông là một triết gia mà được giải thưởng Nobel về giáo dục lẫn văn chương, triết học. Giải thưởng Nobel, là tiếng Pháp gọi Nobel, tiếng Anh Nobel. Là cái giải thưởng mà có thể là danh giá nhất trên thế giới từ thế kỷ thứ 19 bây giờ. Thì ông nói một câu thế này. Ông là người vô thần, không có tin Chúa gì hết, ông không có theo kinh thánh. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm giáo dục của ông á, ông nói rằng trong tương lai đó, bởi sự giáo dục tâm lý, thì người ta có thể dạy cho một đứa trẻ có một niềm tin sắt đá, không bao giờ lay chuyển, rằng tuyết là màu đen. Con nít mà mình dạy cho nó tuyết màu đen rồi thì lớn lên nó sẽ có một niềm tin sắt đá rằng tuyết là màu đen. Nếu cái sự dạy đó, đáng là tôi trưng cái cầu đó ra, tôi có nhờ mục sư làm rồi. Bây giờ thôi xin chiếu cầu đó lên. Tại vì tôi, cái câu đó là câu nói có ghi vào thành sách vở, nếu chiếu lên được chiếu, không chiếu không sao. Dạ, không sao. Không, không sao, thôi khỏi, cũng được. Dạ, đó. Nguyên văn câu nói nó khó dịch lắm. Rất là khó dịch. Nhưng mà nó tôi thành tôi lấy ý để cho nói cho quý vị nghe. Ông nói cầu kỳ nhưng mà bốn cái điều mà ông nói đó, thì quý vị đạp lên đó. Rồi quý vị có thể, tôi sẽ giải thích sơ ra đây. Trong tương lai, bằng giáo dục tâm lý, trường học có thể xây dựng nên những con người có một niềm tin sắt đá, không thể lay chuyển rằng tuyết màu đen. Nếu sự giáo dục đó được thực hiện trong những điều kiện như thế này, đây là tôi diễn dịch chứ không phải là tôi paraphrase chứ không phải là tôi trực dịch đâu. Thứ nhất là ngăn chặn các em khỏi sự ảnh hưởng của gia đình. Ý của tác giả là nói rằng gia đình sẽ dạy tuyết màu trắng cho nó, thành ra nó cũng khó. Cho nên nó làm sao mà gia đình không có dạy đó được cái gì hết trong cái việc này. Và nó chỉ được học một cái điều dạy dỗ là tuyết màu đen mà thôi. Thứ hai đó, chỉ dạy dỗ nó là tuyết màu đen từ lúc mà nó mới sinh ra cho đến năm nó 10 tuổi. Cái sau 10 tuổi rồi thì không được. Và nếu mà sự dạy dỗ đó mà bằng cách mình phổ nhạc cái ý tưởng tuyết màu đen nó để cho nghe đi nghe lại hoài cũng giống như ngày nay nghe bắt các bài hát vậy đó, thì nó sẽ có hiệu quả hơn. Nghĩa là thế giới xung quanh nó cứ bao giờ cũng nó tuyết màu đen, đến nỗi nó nghe âm nhạc cũng là tuyết màu đen nữa. Mở tivi ra cũng tivi dạy tuyết màu đen, mà mở cassette ra cassette cũng nó tuyết màu đen, bất cứ cái chỗ nào cũng nghe tuyết màu đen, thành ra cái nhập tâm đi. Và thứ ba rằng điều thứ tư là cũng làm cho các em, dạy các em hiểu biết rằng cái ý tưởng mà tuyết màu trắng là cái ý tưởng của mấy người có tư tưởng bệnh hoạn và lập dị. Người bình thường thì phải nói tuyết màu đen, chỉ có người bệnh với cái người lập dị tới cái người không giống ai thì mới nói tuyết màu trắng mà thôi. Đó là cái ý của cái khúc này chứ không phải là trực dịch đâu. Ý của khúc này thì nó tôi diễn đạt như vậy cho nó dễ hiểu thôi. Như vậy trẻ con á, mà đây là một nhà giáo dục mà không có Thiên Chúa, ông này vô thần và thậm chí là chống Chúa nè. Ông cùng với Jean Paul Sartre, một nhà triết học của người Pháp, đã là mở ra một cái tòa án để mà lên án nước Mỹ trong việc chiến tranh với Việt Nam, gọi là tòa án chống chiến tranh Việt Nam, lên án Mỹ chiến tranh Việt Nam, và đã tạo nên một cái làn sóng phản đối về chiến tranh Việt Nam rất là lớn. Ông chống Mỹ tới nơi tới chốn, không tin Chúa. Tuy nhiên, ông là nhà giáo dục nổi tiếng nhất thế giới thời thế kỷ thứ 20.
Và đây là cái điều ông nói. Giáo dục cho con nít từ hồi nó 0 tuổi đến 10 tuổi bằng mọi cách. Rằng tuyết màu đen thì suốt đời nó sẽ không bao giờ tin tuyết màu. Nó sẽ tin tuyết màu đen mà không có thể cãi nó được. Không thể nào đổi thay được cái ý tưởng đó được. Ông nói như vậy để làm gì? Để cho thấy rằng giáo dục trẻ thơ mà giáo dục từ hồi nhỏ cho đến 10 tuổi mà giáo dục trong cái điều kiện mà rất là chặt chẽ đó, thì về sau nó tin cái điều đó và không có thay đổi được. Y như Kinh Thánh chép là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, thì dầu khi nó trở về già cũng không lìa khỏi đó. Đó là giáo dục. Thứ hai là cái khoa truyền giáo. Truyền giáo học làm chứng. Khoa truyền giáo học thì thực ra cái khoa này thì nói truyền giáo của đạo nào cũng là truyền giáo. Cách đây 300 năm, các giáo sĩ dòng tên mà gọi là Saint Jesuit, tức là bên cái dòng của Công giáo và nổi tiếng truyền giáo khắp thế giới. Giáo sĩ dòng tên là giáo sĩ thành công nhất của giáo hội Công giáo đi truyền giáo cho các nước như ở từ Mexico mà xuống tới dưới Argentina, tức là ở dưới Nam Mỹ đó, là Công giáo hết. Nước nào cũng Công giáo hết, như hồi xưa là Quốc giáo luôn. Là vì cái nhờ cái dòng tên này, này. Dòng tên là cái dòng mạnh như vậy. Và truyền giáo của Đông Dương cũng là dòng tên. Thì cái dòng tên này đó, họ có một cái châm ngôn. Họ nói hãy giao cho chúng tôi một, có một cái lời tuyên bố, hãy giao chúng tôi một đứa bé từ 6 tuổi đến 12 tuổi để chúng tôi dạy đạo cho nó. Thì suốt đời nó không bao giờ bỏ đạo. Nhưng mà phải giao cho lúc 6 tuổi, 12 tuổi cho hay sao trễ hơn là chúng tôi không chịu trách nhiệm. Và cái châm ngôn của họ là gì? Đây là châm ngôn ở Việt Nam họ đó. Trồng chuối lấy con. Tức là họ trồng cây chuối á, thì thiệt là họ không có hy vọng vào cây chuối đó. Nhưng mà lấy cái cây con đó. Khi mà những người Việt Nam mà tin Chúa theo đạo Công giáo thì tăng tàm đó. Họ ít, họ, mấy người đó tin Chúa thiệt hay không thiệt thì họ không quan tâm mà họ biết. Bởi vì vô đạo đi nhà thờ là đủ, đối với con người Công giáo là bấy nhiêu thì đủ. Nhưng mà họ sẽ dạy mấy đứa con nít á. Về sau cha mẹ nó đến đời thứ hai rồi thì thôi, trùng tín với đạo Công giáo không thể tưởng tượng được. Suốt cuộc đời luôn. Bởi vì người dòng Tây họ dạy trẻ em từ con nít cho đến năm 12 tuổi. Bảo đảm nó không bao giờ bỏ đạo Công giáo nữa. Đó là truyền giáo của người. Ông Rousseau cũng như đạo Công giáo thì mình không có phải đồng ý với họ đâu, không phải cùng đức tin với họ đâu. Nhưng mà tôi đang nói đây là nói về cái sự giáo dục của họ đó. Thì đúng như vậy đó. Vì đúng lời Chúa, Chúa này dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Thứ ba là cái kinh nghiệm truyền giáo, đó là kinh nghiệm truyền giáo học. Còn cái khoa truyền giáo học dạy như vậy, còn cái kinh nghiệm truyền giáo là trong nước Mỹ này đó, người ta đã làm một cuộc thống kê của đạo Tin Lành á, họ nói rằng hầu hết đến 80% những người mà tin Chúa ngồi trong các nhà thờ của Mỹ đây đó, chứ không phải của Việt Nam, là tin Chúa từ hồi nhỏ, từ hồi lúc mà nó thiếu nhi cho đến thiếu niên. Sau đó rồi thì cái số người trở lại tin Chúa ít lắm. Hãy qua cái giai đoạn đó rồi thì mấy đứa trẻ trong nhà thờ nó lớn lên, nó đi ra ngoài là nó ít có người trở lại nhà thờ. Nếu muốn cho con mình trở lại nhà thờ thì phải ngay từ hồi mà thiếu nhi á, phải dạy nó. Có nhiều người nói, sao bây giờ trẻ em mà cứ học xong đại học nó bỏ đạo? Và họ nói rằng cái đó là đương nhiên như vậy, không biết thời cuộc, thời buổi này thế nào. Thực ra đó, những trẻ em mà học xong đại học bỏ đạo đó, mà đó là một trong những cái điều, không phải những thanh niên mà học xong đại học bỏ đạo, và đó là hiện tượng đang xảy ra tại nước Mỹ, trong các nhà thờ, là vì thực ra các em không gặp Chúa hồi hồn nhỏ. Chứ nếu Kinh Thánh không bao giờ sai, nếu các em mà được gặp Chúa hồi nhỏ thì lớn lên có dầu có vô đại học, người ta nhồi kiểu gì cũng không bảo đảm. Và cuối cùng lại là Kinh Thánh.
Quý vị thấy Kinh Thánh, Chúa dạy, hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đâu. Quý vị có nhớ ai đã dạy con mình từ lúc trở thơ mà về sau không bao giờ bỏ không? Đó là bà Jochebed, mẹ của Môi-se. Ông Môi-se sinh ra thì bà làm gì? Bà đâu có điều kiện để mà ở gần ông liền. Bà chỉ dạy, bà ở đó ông một thời gian rất là ngắn, cho đến cái ngày mà ông bắt đầu không thể giữ trong nhà được nữa, bởi vì nó sẽ phát lộ ra. Bèn để bỏ ông, đem ông để dưới sông như chúng ta đọc câu chuyện đó rồi. Nhưng mà trước Chúa Trời có chương trình tốt đẹp. Ngài cho công chúa đi tán thịt ngay cái chỗ mà Môi-se nào. Cái đó là cái chuyện Chúa làm chứ. Mà cả cái sông Ninh là cái sông dài nhất của thế giới luôn. Mà sao bà không tắm chỗ khác, bà tắm trúng cái chỗ mà người ta đặt cái nôi ông Môi-se, thì đó là cái chuyện nó cũng rất là phi thường. Và thứ hai là bà công chúa này đó, thấy Môi-se thì thay vì nó thôi, đứa nào mà cả gan mà dám để con đến đây, mà người Hebrew, bà tai Hebrew nào mà dám gan gắp thế này, vứt xuống sông cho nó chết, dám cãi lệnh của nhà vua. Nhưng mà không, Chúa hành động trong lòng bà đến nỗi bà động lòng thương xót mà nhận Môi-se làm con. Rồi bà trao lại cho mẹ của Môi-se, nhờ cái cô chị là bà Miriam đó, tới nói bà nghe, bà thấy có lý quá, bà giao lại cho bà mẹ Môi-se nuôi. Nuôi cho đến ngày mà có thể đủ, không cần nuôi mẹ nuôi nữa thì đem vô cho bà, đem vô trả cho bà. Thực ra không có lâu, bà chỉ do nhà kia thôi, không, bà cần một người cho bú cho nên bà cho ở với mẹ không có nhiều. Nhưng mà cái bà Jochebed là cái người rất có ơn. Hai ông bà có đức tin lớn lắm. Cho nên đã làm gì? Dạy Môi-se cũng như dạy người chị Môi-se là bà Miriam và dạy ông Aaron nữa, phải không? Dạy các con mình ngay từ hồi nhỏ, nhất là cho Môi-se. Bà biết bà đâu có ở Môi-se được lâu. Bà dạy ráo riết Môi-se làm sao đó. Mà sau này Môi-se vô học trong những cái trường vô một đức tin khác, được đem vô cái chủng viện, không phải cái chủng viện mà cái trường đại học hoàng gia Ai Cập, để mà dạy Môi-se suốt đời và trở nên một người thế nào, Kinh Thánh như thế nào. Ông học đủ cái sự khôn ngoan và tài trí của người Ai Cập, học hết tất cả những khôn ngoan của người Ai Cập mà không bỏ đức tin. Đến khi cần đối diện với một cái sự lựa chọn thì ông lựa chọn ai? Lựa chọn làm dân, là cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp, hơn là tạm hưởng sự vui thú và tội lỗi, tạm hưởng cái vinh quang thế gian này. Dạy con từ cái hồi mà nó còn nhỏ, còn thơ như vậy đó, để đến khi mà sau này Môi-se trong một giờ khắc quyết định, nó quyết định chọn Chúa chứ không chọn vinh quang ở Ai Cập, thì dễ sợ, thì mình thấy thật là một cái sự kinh khủng. Cho nên có thể nói rằng dạy con muốn thành công là phải dạy con từ khi nó mới lọt lòng cho đến chừng khoảng 10 tuổi, 12 tuổi như người Do Thái. Đó là điều thứ nhất. Rồi bây giờ muốn dạy con thành công phải dạy nó cái gì? Tôi theo Chúa, hầu việc Chúa nhiều năm và cũng đã dạy con rồi, tôi mới thấy mình sai. Nó sự thật như vậy. Nếu mà muốn dạy con mà con mình thành công á, chỉ dạy có một, có hai điều thôi. Hai điều răn lớn của Chúa thôi. Con hãy hết làm, ngay từ khi nó mới bắt đầu bú, cứ dạy hoài con này. Con hãy hết làm, hết linh hồn, hết sức, hết ý mà yêu mến Chúa là Chúa Trời của con. Và điều răn thứ hai đây cũng như vậy. Con hãy yêu cả lân cận như mình. Hễ thả luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Nếu mà, trong quyển Kinh Thánh này, là nội dung Kinh Thánh này thực ra có hai thôi. Nó nhiều sách vậy chứ có hai việc thôi. Thứ nhất là luật pháp, thứ hai là lời tiên tri.
Nếu mà nó kinh thánh là hết thải luật pháp lời tiên tri tức hết thải kinh thánh này rồi, thì đều ra từ có hai điều ran thôi: hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý mà yêu mến Chúa để Chúa Trời ngươi con. Và thứ hai là yêu cả lân cận như mình. Nếu mà chúng ta phải sống như vậy mới dạy được, chứ còn không có dạy con mà đường mà sống nẻo thì không có ý nghĩa gì không. Cái đó không phải để dạy. Thì chúng ta sống như vậy và chúng ta dạy con như vậy, thì sau này cuộc đời con chúng ta sẽ thành công phi thường. Bởi vì một người mà hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý mà yêu mến Chúa và yêu cả lân cận như mình thì là một người bất khả chiến bại trong cuộc đời. Không ai đánh bại được. Ghét thương gì cũng không thể nào đánh bại người đó được. Người đó là người thành công, nhất định thành công. Chúng ta thường có khuynh hướng, mà tôi thấy hồi nhỏ tôi có một cái điều sai. Cái lúc dạy con tôi sai, tôi cứ nói ô người này thành công cái này, người kia thịnh vượng thế kia, người kia học giỏi. Cái đó là vô ích. Cái khuynh hướng tự nhiên của bất cứ người nào là muốn mình thành công, muốn mình học giỏi. Con trẻ nó vô trường là nó khổ, cái nhất là nó bị cạnh tranh với bạn bè, gọi là peer pressure. Nó muốn thành công chứ nó đâu có muốn thất bại đâu. Nó chịu không nổi nên mà nó thất bại. Thế mình dạy nó làm chi cho mệt. Nó sẽ hết sức cố gắng tự nhiên của nó, là phản ứng tự nhiên của một con người là muốn mình thành công. Cho nên mình không cần biểu nó cái đó. Chỉ biểu cái đó chỉ tạo cái pressure vô ích trên nó thôi. Mình dạy nó: con ơi, chỉ có hai điều cha mẹ mong con thấy nơi con, và nếu con làm được hai điều này là con thành công rồi. Chứ không cần phải làm việc khác, không cần bằng cấp, không cần giàu có gì hết. Hết làm, hết linh hồn, hết sức, hết ý mà yêu mến Chúa, Chúa Trời con, và yêu cả lân cận như mình. Người nào sống như vậy, tôi nói xin lỗi hôm nay đây, không học gì hết, không có làm cái nghề gì quan trọng hết, vẫn là một người thành công trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu họ yêu Chúa hết lòng và yêu người khác hết lòng, họ giống như Chúa, họ thực hành được mạng lệnh của Chúa, đó là người thành công rồi, chứ còn sao nữa. Và hơn nữa, người nào mà sống hết lòng yêu mến Chúa và hết lòng yêu người lân cận thì cũng trở thành một người mà cả xã hội kính trọng. Đừng nói khoan nói Chúa là tôn trọng rồi. Tại vì sao? Kinh Thánh sáng nay tôi có chia sẻ, phải không? Hỡi con chớ quên lời khuyên dạy các ta. Là về cha, lòng con khá giữ các mạng lệnh cha, vì nó sẽ cho con thêm lâu ngày số năm mạng sống và sự bình an. Sự nhân từ và sự chân thật chớ để lìa khỏi con. Hãy đeo nó vào cổ và ghi nó nơi bia lòng con. Như vậy trước mặt Đức Chúa Trời và loài người, con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Đó là ở đâu? Châm ngôn đoạn thứ 3 câu 1 đến câu 4. Trước mặt Đức Chúa Trời con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật, miễn là con làm một việc thôi, là con nhân từ và chân thật. Mà con phải nhân từ đến mức nào? Đeo nó vào cổ, nghĩa là giữ chặt nó, không có để cho nó mất đi. Ghi nó đưa bia làm là sao? Là không bao giờ quên nó. Thì trước mặt Đức Chúa Trời và loài người con sẽ được ơn và có sự khôn ngoan thật. Đó là Chúa phán á. Mà Chúa phán thì có bao giờ sai không? Không, Chúa chắc chắn 100% là điều đó sẽ xảy ra. Hễ cái yêu mến Chúa hết làm, hết sức, nhân từ với người khác, thành thực, sống thành thực, thì trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người con sẽ đều được ơn cả. Được ơn trước mặt Chúa, trước mặt loài người. Và đó là người khôn ngoan thật sự, vì sẽ thành công phi thường trong cuộc đời. Sáng nay tôi đã giảng điều đó rồi, bây giờ không nên giảng lại làm gì. Nhưng mà tôi quả quyết với quý vị rằng một người mà yêu mến Chúa và yêu mến thương người khác, nhân từ với mọi người, thì bất khả chiến bại và bao giờ cũng thành công trong cuộc đời. Không bao giờ thất bại. Luôn luôn hạnh phúc. Đó là điều mà dạy con chúng ta thành công theo cách đó là nó bảo đảm thành công. Và cuộc đời nó đầy phước hạnh. Xin cảm ơn Chúa vì sự dạy dỗ đó đối với lòng tôi. Những năm về sau này tôi chỉ ước gì mà mình có thể dạy con mình được trở lại. Ước gì mình có thể sống được như vậy trở lại. Yêu Chúa.
Cho nên cách đây tôi nghĩ là 2 tháng trước á, tôi gọi điện thoại đến đứa cháu nội lớn của nhất của tôi. Cái là con trai á, con gái thì nó đã vô đại học rồi, nhưng mà con trai nó năm nay chắc là lớp 9. Tôi thấy cha mẹ nó dạy nó cũng nhiều, tại cha mẹ yêu Thiên Chúa dạy nó cũng nhiều. Nhưng mà hồi xưa đó, khi ở chung á, thì có một lần á, khi mà tôi thăm cháu á, thì thấy cháu thông minh quá đi. Cho nên tôi nói, con lớn là nhập bác sĩ như mẹ con hay là như cha con học cái gì. Nhưng mà cha mẹ đưa mắt nhìn tôi, cha mẹ không bằng làm. Là muốn con biểu dạy nó phải làm người này người kia. Cho nên cha mẹ nó không có muốn. Và cha mẹ nó hiểu biết hơn tôi. Nhưng bây giờ tôi phone nó, cái đấy lao tôi nói, coi, ông nội không có đòi, không có muốn con người trở thành người giàu, mà cũng không phải đòi hỏi con phải học giỏi. Ông nội chỉ mong có 2 điều thôi. Điều thứ nhất á, là con hết lòng, hết sức, hết ý yêu mến Chúa. Và thứ hai là con yêu cả lân cận như mình. Chỉ 2 điều đó, ông nội, suốt đời ông nội ra cầu nguyện cho con được 2 cái điều đó thôi. Mà cũng mong là con trở thành một người như vậy thôi. Không có, ông nội không có chờ đợi con giàu cái đó. Nước Mỹ thì không ai chết đói hết. Mà ông nội cũng không có mong con mà có bằng cấp cao làm gì. Cái đó, nhiều khi mình giỏi quá, mình kiêu ngạo, cái cũng là Chúa phạt mình. Mà người ta cũng ghét mình. Không ích lợi gì hết. Ông nội chỉ có mong con có 2 điều đó thôi. Mà tôi tưởng là nó không hiểu nha. Tại vì lâu nay mình không có dạy nó đâu. Nó dạ, dạ một cách sung sướng lắm. Dạ ông nội. Cái tôi nói, à mà con phải làm điều này nữa. Con phải dạy các em con. Nó ông nội nhắn lời là các em con đó. Là chỉ có 2 điều thôi. Ông nội chỉ chờ đợi, ông bà nội chờ đợi con có 2 điều thôi. Hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết ý yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời con. Và thứ hai là yêu cả lân cận như mình. Con nói giùm với em con được không? Dạ, con nó sẽ nói với các em con, mấy em con. Nó hớn hở, sung sướng, nó thấy mình đúng. Nó thấy mình dạy đúng. Nó coi vậy chứ nó biết lắm, nó học lên 9, lớp 10, nó hiểu lắm. Cha mẹ nó dạy cũng kỹ. Cho nên khi thấy mình dạy như vậy là nó hiểu. Và nó cũng, sao Chúa cũng mở trí cho nó thấy rằng đó là cái điều nó phải theo. Tôi mừng quá. Hồi nhỏ mình dạy sai. Mình cứ nói con phải học cái này cái kia. Sai, sai lầm, hoàn toàn. Chỉ cần dạy yêu mến Chúa, thương yêu người khác là sung sướng. Tôi mà tôi con, tôi làm gì cũng được hết. Cháu tôi cũng làm gì cũng được. Chỉ cần nó yêu mến Chúa và thương yêu người khác thì tôi thấy nó đủ rồi. Đối với tôi như vậy là thành công mỹ mãn. Chứ còn bàn này cấp kia đối với tôi bây giờ nó chẳng quan trọng gì. Mà tiền bạc nhiều thì tốt. Người giàu, nó giàu có nhiều thì nó yêu mến Chúa, nó sẽ dùng cái tiền đó để hầu việc Chúa và làm ích cho người khác. Chứ nước Mỹ làm sao ăn cho hết tiền được? Ai mà ăn cái món gì mà cho nó hết được tiền trong túi mình được? Không có ích lợi gì hết. Có tiền nhiều cũng để quản lý cho Chúa thôi, chứ đâu có phải làm cho mình sung sướng được. Chúng ta ở đây là sung sướng đến mức tối đa rồi, không thể nào tiền mà có thể cung cấp cái gì sung sướng hơn được. Cho nên bây giờ tiền là chỉ để hầu việc Chúa, san sẻ hạnh phúc cho người khác thôi, không có biết làm gì. Cho nên nó yêu mến Chúa, nó yêu người khác là đủ rồi. Không cần cái gì hơn hết trơn. Đó là điều mà tôi nhắn nhủ lại với hội thánh nhân ngày hôm nay. Cầu xin Chúa ủng hộ hội thánh. Amen. Cùng con với linh muôn đời. Amen.
xin ân sủng của Đức Chúa Cha đổ tràn đầy trên đời sống của chúng con. Quỳnh xin huyết của Đức Chúa Con đến và xóa sạch những tội lỗi của chúng con trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Nguyện xin đức quyền năng của Đức Thánh Linh đổ trên đời sống của chúng con để chúng biến đổi đời sống của chúng con, để chúng con trở thành những con người yêu mến Chúa, sống phục vụ Chúa và yêu thương những người lân cận chung quanh của chúng con, sống biết chia sẻ những điều mà chúng con có cho những người chung quanh chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa ở với chúng con, biến đổi cuộc đời của chúng con. Và trong giờ ngày hôm nay là kỷ niệm các bà mẹ, chúng con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dùng những bà mẹ của chúng con để dạy dỗ chúng con trở thành những con người yêu mến Chúa. Xin Chúa, nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa để cho chúng con trở thành những người cha, những người mẹ để dạy dỗ con cái của các con của chúng con, để trở thành những người mà tiếp tục noi gương, sống trong đức tin, sống để phục vụ Chúa, sống để đem tin lành đến cho những người xung quanh. Và chúng con cầu nguyện trong danh của cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Xin mời hội thánh cùng an toàn. Thân ái kính chào con dân Chúa. Có một điều vui mừng là hôm qua cô Phụng đã lên tiếp nhận Chúa sau buổi tiệc của một sư hổ hạ đã cầu nguyện, cô tin Chúa. Xin cô đứng lên để hội thánh hoan nghênh cô. Mời cô Phụng đứng lên. Cảm ơn cô. Dạ. Không. Cô Hoa nữa, và cô Hoa và mẹ cô Diễm, xin mời cô đứng lên. Dạ, chúng ta hoan nghênh từng người. Dạ, cảm ơn Chúa đã đưa hai người vào nhà Chúa. Hôm nay chúng ta gia đình của Hội Thánh Belvedere. Một điều nữa là hoan nghênh cô Tuyết. Cô Tuyết là người thân của cô Dung phải không? Dạ, mời cô Tuyết đứng lên. Cô Tuyết cũng đã đi nhà thờ nhiều lần. Cảm ơn cô Tuyết. Rồi, con trai của bác Liêm và con dâu bác Liêm và cô Jennifer và má cô Lily là bà mục sư giáo phụ Phạm Xuân Hiển, hoan nghênh bà đã đến hội thánh tham dự. Yeah. Cũng cảm ơn mục sư Dương Đức Hiền đã đến chia sẻ lời Chúa cho hội thánh. Sau đây chúng ta đứng lên, xin Chúa chúc bình an, đặc biệt là ngày có mấy bà. Mấy bà mẹ xin lên đây, sẽ có bông cho bà mẹ. Tôi xin mời quý vị ngồi xuống. Chúng ta sẽ để mừng ngày các bà mẹ. Các em sẽ đến để tặng bông cho các bà, những bà mẹ. Xin mời những người làm mẹ. Những người làm mẹ, những người. Các em sẽ đi lên đây sẽ tặng bông cho để nhớ ơn. Tôi cũng nhớ mỗi lần mà tôi đi, có một lần tôi đi công tác về, má tôi cũng nói cho, xin mời quý vị ngồi, chưa, các em chưa xong chưa? Xong rồi, chuẩn bị lên. Má tôi cũng không bao giờ quên tôi, má tôi cũng lúc nào nói là cũng cầu nguyện cho tôi, ngay cả mà tôi cũng có con cái rồi cũng vẫn, mẹ tôi vẫn thường cầu nguyện. Dạ, bà mục sư cứ đứng đây, các em sẽ từng tự. Dạ, chắc mời lên trên kìa, như có một số thì cứ đứng lên ở trên. Okay, each one of you could just grab the flowers and give it to your mother. But just wait for now until each one of you will get the flowers. All right. Everyone got one? Ok, xong rồi mình cũng quý vị cứ ở lại, mình sẽ chụp cái hình luôn. Ok, rồi bắt đầu chưa?
đúng chưa? Mình sẽ nhận cái quà rồi mình sẽ đứng lại mình chụp hình. So, yeah. Okay, but yeah, go ahead. Yeah, you can bring the flowers to your mom right now. Yeah, lùi ra phía sau một chút để cho. Yeah. Yeah. Oh, that's okay. And then. Okay, and after you're done, please don't leave. We're going to take the photo, and we will take this photo to display at the Hội Đồng. So we will. Okay, are we done? Có cái trái strawberry mình ăn được, don't waste it. Okay. Xong chưa? Ok, bây giờ tôi xin mời các ông đi lên, tất cả chúng ta cùng đi lên để chụp một cái. Chụp hình mấy bà chưa? Chưa hả? Oh. Có ai thiếu không? Có ai thiếu và ok. Rồi. Are we done? Xong chưa? Phát ok, xin mời các ông đi lên, rồi mấy em thì đứng phía trước để chúng ta chụp một cái hình để cho Hội Thánh. Mấy bà thì cứ đứng, vẫn đứng y nguyên. Mời các ông đi lên để mình sẽ chụp một tấm hình lưu niệm. Các em luôn, everyone, everybody please come up. Nếu còn đứng ở ngoài, xin mời đi vô để mình chụp cái hình lưu niệm cho Hội Thánh. Không thấy đâu. Hả? Không thấy. Okay.
sau này xin để chúng ta xin mời quý vị cứ đứng ở đây, chúng ta cầu nguyện cho buổi ăn trưa hôm nay. Okay, we gotta say a prayer for the chúng ta cứ yên lặng. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con những người mẹ yêu kính Chúa, đã dạy dỗ hướng dẫn cuộc đời của chúng con để chúng con trở thành những người yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con sống trong sự dạy dỗ của Ngài, sống trong bước đi trong tình yêu thương của Chúa. Chúng con cũng tạ ơn Chúa sau giờ này chúng con có bữa ăn thông công. Xin Chúa chúc phước trên những người đã chuẩn bị sắm sẵn cho chúng con thức ăn này. Ở cùng với chúng con, giúp cho đời sống của chúng con càng ngày càng yêu mến Chúa, sống để phục vụ Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Các bà, bây giờ các bà sẽ ngồi xuống, sau khi xuống phòng ăn, các bà mời các bà ngồi, rồi các ông sẽ phục vụ, các ông sẽ serve cho mấy bà, ok? The men, all the men, we gonna serve. All the serve before we gonna eat, ok? So, xin mời các ông giúp để mà chuẩn bị cho thức ăn. Tất cả các ông, tôi xin mời các ông xuống. Mấy bà hôm nay